Xin chào quý vị bạn, rất vui gặp lại quý vị bạn trong video tiếp theo của PC Minh. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời của Hải Phòng đang ở mức bao nhiêu độ đây? 33 độ đấy các bạn này, khá là nóng luôn. Mà anh em nào mà chơi game ở cái thời tiết này ấy, mà không có tản khí với cả tản nước để tản nhiệt cho CPU thì hơi bị căng. Và cái việc tản nhiệt cho CPU bằng cái tản khí với tản nước thì nó quá đơn giản và nó hiệu quả như nào thì chúng ta cũng đã biết quá rõ rồi. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ tản nhiệt cho CPU một cách hoàn toàn khác. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái linh kiện mình mới mua ở trên mạng này, khá là hay các bạn nhé. Và linh kiện này nó là cái gì thì chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó là gì và hiệu quả đến đâu các bạn nhé. Các bạn chờ một lát. Nhân vật chính của chúng ta đây các bạn nhé. Đó, đây chính là cái gì các bạn biết không? Cái này chính là cái sò nóng lạnh các bạn nhé. Một linh kiện điện tử được mấy ông thợ điện tử sử dụng khá là nhiều luôn. Thì công dụng chính của nó, cái mặt có chữ này, nó sẽ sinh ra nhiệt độ lạnh này. Còn cái mặt không có chữ này sinh ra nhiệt độ nóng này. Và ở cái mức lý tưởng, tức là chúng ta tản nhiệt tốt cho cái phần mặt nóng này, thì cái mặt lạnh này nó có thể làm lạnh được âm 20 đến 30 độ C gì đó thì mình cũng chưa biết vì chưa kiểm chứng. Tuy nhiên thì nó được ứng dụng khá nhiều như kiểu bình giữ nhiệt này, rồi điều hòa mini hay là tản nhiệt bất kỳ cái gì các bạn cần. Và mình thấy nó có một cái kích thước khá là nhỏ. Nó tương đồng với con CPU của chúng ta này. Nên hôm nay mình mua về mình thử đóng băng con CPU của chúng ta xem sao nhá. Đấy, con CPU của chúng ta thường là rất là nóng, mà cái này lại sinh ra cái nhiệt lượng lạnh, hay mình ốp vào đây để xem với mức nhiệt độ nóng liên tục được con CPU để bồi vào cái con tải nhà con sò này thì liệu nó có đóng băng nổi cái CPU của chúng ta không các bạn nhé. Và tại sao mình lại chọn cái con sò nóng lạnh này, vì nó sử dụng điện 12V ấy, sử dụng điện nguồn của CPU như kia kìa. Đó, thì chúng ta có thể đấu trực tiếp vào cái cây, không cần sử dụng thêm bất kỳ thiết bị gì mà nó vẫn có thể hoạt động được. Thì để xem hôm nay chúng ta sẽ thử sử dụng con này xem thì cái hiệu quả của nó có được như mong đợi, là nó có thể làm lạnh được cái CPU của chúng ta hay là đóng băng được CPU của chúng ta hay không các bạn nhé. Các bạn chờ một lát, mình sẽ lắp cái con i7 này của mình vào cái combo của mình để mình test. Còn cái cây kia của khách cái đóng băng mà nó tèo cái thì không đèn được. Xong rồi đây các bạn nhé, mình đã đấu xong con sò nóng lạnh này và một cái rắc cắm của cái chân quạt này để chúng ta có thể cắm vào cái chân nguồn như này này. Đấy, chúng ta cắm vào cái chân nguồn như này. Đấy, nó sẽ lấy điện từ cái dây vàng 12V này này ở cái nguồn phụ này nhá, để mình đóng riêng ở ngoài để chúng ta sẽ xem nó hiệu năng của nó như nào nhé. Xong cái mặt lạnh này, này mặt lạnh này mình sẽ úp vào đây. Ở ngoài lắp cái tản nhiệt ở đèn trên, lắp cái tản nhiệt đèn trên kiểu như này này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, để chúng ta thử xem sao các bạn nhé. Các bạn chờ một lát, mình sẽ lắp ráp nó vào. Nha, bây giờ mình sẽ bôi keo tản nhiệt vào CPU này. Đấy, bôi keo tản nhiệt vào cái mặt lạnh này. Keo tản nhiệt ở cái mặt lạnh này phải bôi cả mặt nóng nữa các bạn nhé, vì nó cũng cần tản nhiệt mà. Xong rồi đây các bạn nhé, mình đã lắp được con sò nóng lạnh của chúng ta này vào con CPU, phía trên con CPU này. Đấy, nằm dưới cục tỏa nhiệt đây, mình ép cái cục tỏa nhiệt này căng luôn. Và cái dây dẫn con sò của chúng ta đây các bạn nhé, nó sẽ ăn vào cái nguồn phía ngoài này, ở cái nguồn phụ này, để mình sẽ đóng điện sau nhé. Hiện tại nó chưa chạy đâu, đóng điện sau để xem hiệu năng của nó sẽ như nào sau khi hoạt động nhé. Và anh em không nên thử cái này ở nhà nhé, thử cái này ở nhà rất là nguy hiểm luôn. Cái dây thì mình không phải bên thợ điện chuyên, mình dán băng dính trông nó hơi xấu. Giờ đấy là giây phút quan trọng này, chúng ta sẽ bật thử xem nó có lên không nhá. 2 3, ó chạy rồi. Liệu có cháy không? Chưa thấy gì các bạn nhá, lên không? Lại tưởng nấu vừa không lên các bạn ạ. Rồi các bạn chờ một tí nhá, để nó vào win xong rồi mình sẽ sử dụng mấy cái phần mềm để nó kích CPU hoạt động 100% công suất, xem nó có hiệu quả như nào so với con sò ấy nhá. Ok các bạn nhá, nó đã lên được rồi đây nhá. Và lúc chưa chạy gì à, chúng ta đang có nhiệt độ từ 80 đến 90 độ C. Chưa chạy gì đã nóng cái này rồi các bạn nhá. Ui trời ơi, con CPU của chúng ta hơi căng. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần mềm để kích CPU lên 100% nhá. Cái con sò chống lạnh của chúng ta vẫn chưa chạy đâu các bạn nhá. Các bạn chờ một lát này, mình sẽ sử dụng phần mềm để kích nó lên. Mình sẽ sử dụng cái phần mềm này này. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần mềm này các bạn nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu này. 2, 3. Đó, bắt đầu chạy rồi đấy. Chúng ta sẽ chờ một lúc. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng điện cho cái sò này nha. 2, 3 nào.
Đấy, quạt đã quay. Đấy, dây dẫn nó sẽ chạy từ đây lên này. Đấy, vào con sò nóng lạnh của chúng ta đây. Đấy, chúng ta sẽ chờ một lúc xem nó có hiệu quả gì không các bạn nhé. Chứ bật vừa mới bật thì không có hiệu quả gì cả. Đó, mình đã sử dụng cái phần mềm FCU này chạy được 3 phút rồi các bạn nhé. Nhưng mà nhiệt độ của con coi 2600 của chúng ta vẫn đang ở mức 9 mấy độ C luôn. Không có tác dụng gì cả, không thấy giảm được nhiệt độ nào cả. Đó, vẫn đang chạy từ con sò này. Và mình sờ cái dây này rất là nóng luôn các bạn này. Không cầm được, có thể là cái dây này nó quá mảnh, nó không chịu được tải của cái con sò nóng lạnh này. Cái công suất của con sò này nó quá là lớn đấy. Và cái dây này mảnh quá không chịu được, nóng lắm không thể cầm được các bạn nhé. Và bây giờ hầu như là không thấy có một cái hiệu quả gì cả. Nhiệt độ CPU vẫn còn đang rất là nóng luôn. Mặc dù là mình nắm được con sò được khoảng hơn 3 phút rồi đấy. Chứng tỏ là không có hiệu quả gì cả. Không đem lại hiệu quả gì các bạn nhé. Mà nó nóng lắm, cái dây này nóng lắm này. Đây mà có khi là mình sẽ dừng ở đây thôi. Vì vẫn chưa giảm được độ nào thì xem ra là không hiệu quả gì cả. Lâu hơn nữa thì mình sợ nó cháy mất vì cái dây này rất là nóng các bạn nhé. Không thể cầm nổi luôn. Đó, các bạn chờ một lít mình tháo ra xem nó như nào. Thử nghiệm coi như là không thành công rồi các bạn ạ. Không giảm được độ nào luôn nhé các bạn nhé. Các bạn này, nó dính luôn cả con CPU, dính luôn cả cái con sò của chúng ta vào cái cục tản nhiệt này các bạn này. Và cái cục tản nhiệt này rất là nóng luôn các bạn nhé. Đó, không thấy có một cái hiệu quả gì cả. Theo như mình hiểu thì cái con sò nóng lạnh này nhé các bạn nhé, thì cái mặt lạnh này nó sẽ chỉ phát huy được hiệu quả khi mà cái mặt nóng này của nó này phải được tản nhiệt tốt. Nhưng mà vì cái con này nó quá mỏng như này mà khi bị con CPU kìa, con CPU kìa nó bồi vào cái nhiệt độ nóng liên tục ấy, thì con sò này nó không thể tản nhiệt được ra ngoài, khiến cho nó mất đi cái hiệu năng để nó có thể là mát được cái con CPU kia các bạn nhé. Nó chỉ ở cái điều kiện thường như ngoài như này này, thì cái mặt này của nó sẽ không tiếp xúc với cái nhiệt độ nóng của con CPU kia, và cái phần tản nhiệt phía sau này nó hiệu quả hơn này, thì nó mới làm mát được. Đó, coi như cái thử nghiệm của chúng ta là không thành công rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ để nguyên như này, thì đóng điện lại xem là nó có thể ngưng được cái nước đã đọng lên trên này không các bạn nhé, để xem là con sò này đã chết chưa, chứ sau khi ngâm nhiệt độ nóng vào con kia sợ mình chết con này rồi. Đó, đây các bạn nhé, sau một thời gian khoảng hơn 10 phút đó, mình để không, bắt đầu nó đã đóng được, nó đã đọng được nước rồi các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy đọng xung quanh cái viền này chưa, đó, nhiều luôn, chứng tỏ là con sò nóng lạnh là vẫn hoạt động bình thường, vẫn có thể làm lạnh được, ở mức có thể ngưng đọng được nước và đóng băng nếu như cái mặt sau này của nó này được tản nhiệt tốt này. Cái cục tản nhiệt này của mình rất nóng luôn nhé các bạn nhé. Không thể cầm được, mình phải cầm xuống cái tần nhựa phía ngoài này. Đó, nó đọng được nước này, đóng băng được nước ấy. Tuy nhiên thì nó không thể đóng băng được con CPU của chúng ta nhé. Thử nghiệm đóng băng CPU là không thành công, bởi vì cái nhiệt độ nóng của con CPU nó phả liên tục vào đây, khiến cho cái mặt phía ngoài này không thể thoát được nhiệt. Đó, khiến cho cái con sò này nó không thể phát huy được hiệu năng của nó. Nên là nó chỉ có tác dụng để làm lạnh khi ở cái điều kiện lý tưởng, tức là mặt phía này tản nhiệt được và mặt bên này không bị tiếp xúc nhiệt độ nóng liên tục thì mới hiệu quả các bạn nhé. Chứ còn phang và CPU thì không ăn thua. Đó, các bạn nhìn thấy nó đọng được nước chưa? Nhiều luôn đấy nhá. Cái bề mặt này khá là lạnh luôn các bạn này. Rồi, thử nghiệm coi như đóng băng thử, coi như không thành công các bạn ạ. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.